các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thảo Ami Beauty Spa. Hôm nay cùng mình khám phá các mộng ẩn của bạn khách hàng với mình nhé. Chúc các bạn những phút giây thư giãn. Cảm ơn các bạn. Bật đèn lên. Chưa có mấy sông lắm nào. Tí nữa chị. Tình cảm bây giờ con được trên luôn chứ đúng không? Ủa đấy đấy, con to lắm đây. Đây nhiều lắm. Nó chưa nhiều. Chuyển sang nhà bên thôi. Chuyển phòng đi.
Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để đón nhận những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.